Sự việc về một người đàn ông lái xe Mercedes tông chết người ở Phan Thiết gây hoang mang dư luận. Theo luật sư thì hành vi của ông có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự cao hơn cả tội giết người, hành vi giết người mang tính côn đồ của đối tượng. Chiều ngày 12 tháng 5 thì Phạm Văn Nam sinh năm 1979 quê ở Ninh Bình đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Thuận đầu thú. Đây chính là nghi phạm đã lái xe Mercedes đâm ông Hà Xuân Hắc sinh năm 1979 ngụ thành phố Phan Thiết Bình Thuận tử vong rạng sáng cùng ngày. Tại cơ quan công an thì Phạm Văn Nam khai tối ngày 11 tháng 5 thì Nam cùng với ba người bạn đi nhậu tại một quán phường Phú Thủy thành phố Phan Thiết. Đến khoảng 0 giờ 15 sáng ngày 12 tháng 5, Nam cùng với nhóm bạn ra đường Phạm Văn Đồng khu vực bờ kè Phan Thiết để ăn uống tiếp. Trên đường đi thì xe ô tô của nhóm xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước. Do sự cố chưa xảy ra nên ô tô này tiếp tục chạy đến quán ăn khu vực bờ kè Phan Thiết. Khi vừa dừng xe trước quán ăn thì nhóm của Nam đã bị nhóm người đi xe máy đuổi kịp, dùng bàn ghế ly chén lao vào hành hung. Nam thoát ra được và lên ô tô điều khiển xe chạy lòng vòng đâm vào nhóm người đi xe máy làm anh Hắc tử vong tại chỗ. Sau đó thì Nam rời hiện trường và về thành phố Hồ Chí Minh. Đến sáng ngày 12 tháng 5 thì Nam đã chủ động liên hệ với công an tỉnh Bình Thuận ra trình diện. Hình ảnh camera ghi lại thì cũng có thể thấy xe ô tô vừa tấp vào quán nhậu thì có nhóm đi xe máy đến. Sau đó hai bên đã xảy ra cự cãi đánh nhau. Luật sư Hoàng Tùng, trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa Hà Nội cho biết, theo điều 5 luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc là hơi thở có nồng độ cồn. Điều thường thấy nhất ở những người sử dụng rượu bia quá nhiều dẫn đến mất khả năng tự chủ, mất khả năng định hướng, mất khả năng điều khiển vận động. Họ sẽ bị ảo giác, hoang tưởng và cho rằng mình bị đe dọa và hãm hại từ những người xung quanh, thường có cảm xúc bất an, lo hậu, giận dữ, thậm chí có những suy nghĩ hành động độc ác, hành xử vượt quá lý trí bình thường. Theo điều 13 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Và chúng mình là Steel, mọi người đừng quên like, share lên cái kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.